Chào các bạn một ngày mới mạnh khỏe để lướt qua mùa Covid. Thì hôm nay mình trình bày cho các bạn cái vấn đề các bạn ghép bo sứ. Thì có những cái cây á mà mình ghép á các bạn. Thì khi mình gỡ ra thì cái đầu bo nó bị thúi nha các bạn. Chưa tới cái ngày mà gỡ bịch á thì cái đầu bo này nó bị thúi. Thì bây giờ các bạn xử lý như thế nào? Thì ở những cái cây mà các bạn ghép nóng như thế này nè, thì mùa mưa nó vô nó nước nó ngậm nước thì cái đầu bo này nó sẽ bị thúi nha các bạn. Thì những cái cây như thế này thì các bạn phải tháo bịch ra liền nha. Tháo bịch ra liền, không có để nó sẽ thúi xuống tới bo và nó thúi luôn cái thân này luôn. Đây là cái cây mà tình trạng mà mình để bo nó thúi rồi nó thúi xuống tới củ nè. Mà bây giờ mình cắt mà mình cắt lại được mà bây giờ nó vẫn còn cái củ này, mà bây giờ mình không biết mình ghép như thế nào đây. Thì bây giờ mình tính là một có là mình cắt ngang đây mình ghép bằng băng keo 502. Băng keo 502 nha các bạn. Còn cái cây này nè các bạn, thì mình cắt củ được, mình cắt củ kịp thời thì nó bây giờ nó đâm tược ra nè. Đó là những cái cây mà nó bị thúi bo nha các bạn. Thúi bo không xử lý kịp thời. Tại nhiều khi mình nhiều quá đó, rồi mình khi nó thúi bo mình không có để ý. Đó thì bây giờ các bạn cứ nhắm thí dụ như khoảng cỡ 10 ngày trở đi là nó đã sống rồi. Thì các bạn thấy cái đầu bo trên này mà nó đen là các bạn tháo liền, tháo bịch ra nha, cắt dây thun tháo bịch ra, không có để. Nha các bạn. Cắt dây thun tháo bịch liền. Rồi bắt đầu lát nữa là mình đó. Những cái tình trạng như thế này các bạn cắt thun tháo bịch liền, chứ không có để cho nó thúi nha các bạn. Đó, thì khi mà cái đầu trên này nè thì chắc chắn cái đầu trên này nó sẽ thúi nha các bạn. Nó thúi, bây giờ muốn cứu cái bo này là các bạn phải cắt bịch ra. Cắt bịch ra rồi bắt đầu tháo tung nó ra luôn. Rồi bắt đầu các bạn lấy cái vô lâm các bạn thiếm. Đây. Cái cây này là cái bo nó thúi luôn nha các bạn, nó thúi xuống tới đây luôn nè. Rồi bắt đầu mình lấy cái vô lâm mình thiếm. Đó, mình thiến mình tép vô lên. Thì đây là cái vô ăn trầu nha các bạn. Đây mình mở cái vô ăn trầu ra cho các bạn coi. Đây các bạn ra chợ các bạn mua cái vô ăn trầu của mấy bà cụ ăn trầu á nha. Rồi các bạn về bắt đầu cái bỏ vô trong nước mình ngâm nha các bạn. Mình ngâm nó sẽ như thế này. Rồi khi các bạn ấy xong các bạn tét lên. Tét lên để giữ nha các bạn. Giữ cái đầu bo. Thì nó sẽ không thúi nữa. Đây là cái tình trạng những cái cây mà mình tét nè. Nè các bạn thấy không? Đó thì khi bắt đầu nó chưa tới ngày tháo bịch, nhưng mà tại vì mưa liên tục cái đầu bo này nó sẽ bị thúi. Nếu các bạn không xử lý thì cái bo này nó thúi luôn. Nó thúi lâu ngày thì nó sẽ thúi xuống tới cái củ này, mà cái tình trạng mà mình cắt ra cho các bạn coi nè. Đó nó thúi, mình ghép cái bo nó phá, mà nó phá xuống rất banh tới cái củ mình luôn nè. Đó, nhưng mà đặc biệt cái là mình cắt tới đây sao tự nhiên cái là nó đứng lại, bây giờ còn cái củ không, mà tược thì nó cũng không chịu đâm ra. Cái này chắc để mình ghép quá. Tại đây là những cái cây mà mình nè, các bạn thấy nè, nó thúi đầu bo mình xử lý nè. Bạn thấy không? Đó, nó thúi đầu bo là mình xử lý. Mình đi mình lấy cái dao lam mình thiến nó đi. Nè các bạn thấy không? Mình lấy dao lam mình thiến nè. Đó, mình thiến nó đi xong rồi là mình lấy vô này mình tét nó vô. Nè vô này nè, mình tét nó vô. Thì nó sẽ giữ được cái đầu bo này nha các bạn. Nó sẽ giữ được cái đầu bo này. Thì còn cái cây này cũng vậy nè, nó thúi nếu mà mình không có quan tâm tới nó thì nó sẽ thúi bứt xuống tới này và thúi xuống tới cũ luôn. Thì mình cũng nói lại là khi bắt đầu từ 10 ngày trở đi ha, những cái cây nào mà mùa mưa này các bạn ghép á, mà nó bị thúi bo á, thì các bạn dỡ bịch đi lông ra, và chỗ nào nó thúi các bạn lấy cái vô lam này nè, đó các bạn thiến nó đi, thiến nhẹ nó đi. Đó còn những cái cây nào mà nó ấy được là tháo ra là nó bịch nó ra liền các bạn nè. Cái đọt hôm đó mình nói với các bạn là mình ghép cái đọt này, các bạn thấy đã không? Đó, thấy không? Các bạn thấy ghép cái đọt đã không? Cho nên là cái đọt nó lên rất là mạnh luôn, mình nói là mình nói sự thật. Cho nên các bạn nào có cái đọt cứ ghép, đừng có sợ. Nè, mình sẽ cho các bạn coi ghép cái đọt này. Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đây là cái bo mình ghép cái đọt nha các bạn. Các bạn thấy lên đã không? Đó, sự thật nó là như vậy. Cho nên cái gọt tiên nó non. Nhưng mà khi ghép được là nó vượt hết, nó vượt hết anh em nè. Các bạn thấy ghép một lượt nè. Mà có cái thằng nào mà nó lên được hơn nó đâu. Nó là lên mạnh nhất. Đó là cái đọt nha các bạn. Đây cũng vậy nè. Thì mình hai cái bo này. Hôm đó mình ghép mình cũng đã giới thiệu cho các bạn. Đây là cái đọt và đây là cái bo thứ hai. Ha, cây đờ rong. Này là cây đờ rong nè. Đó, hoa thơm. 4-5 lớp gì đó. Hoa thơm, cực kỳ thơm như nước hoa. Thì có một cái bạn ở đâu quên rồi. Mình ghi trong sổ mà bạn đặt để mình ghép cho các bạn nè. Đó, thấy không? Cho nên các bạn đừng có ai sợ. Cứ có mà nếu mà có cái đọt thì các bạn nên ghép. Nó lên mạnh cực kỳ. À, thì đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ nhất bây giờ mình nói lại nè. Khi các bạn dỡ bo lên nha.
Đó, từ 10 ngày trở đi mà các bạn thấy nó thúi như thế này ha, nó thúi như thế này, nếu các bạn để luôn là nó sẽ thúi luôn nha các bạn, nó sẽ thúi luôn nha, nó thúi sâu xuống tới đây luôn ha. Thì bây giờ ở những cái ái như thế này thì các bạn phải lấy cái vô lăng các bạn thiến đi cho mình nha, thiến đi nha các bạn. Rồi á, thiến xong xuôi rồi á, các bạn thiến cái chỗ thúi này đi, chứ không là để nó phá hết cái bò này luôn á nha các bạn, nó phá hết cái bò này luôn và nó phá xuống tới luôn á, cái nó thúi cái bò này xong nó thúi luôn cái thân này luôn nha các bạn, nó khó lắm. Cho nên là các bạn hết sức chú ý khi mà có tình trạng những cái bò như thế này á, các bạn thiến nó đi xong xuôi là các bạn lấy cái vô ăn trầu á, các bạn về các bạn ngâm nước rồi các bạn bôi lên cho mình nha. Đó, bôi lên thế này thì cơ may sống rất là cao nha nha các bạn, cơ may sống rất là cao. Đó, các bạn bôi lên cho này cho mình nha, là nó sẽ lành lại nha các bạn. Nè, cái bò này các bạn thấy không, nó thúi hết luôn rồi, nó thúi hết luôn rồi chứ không có phải còn đâu. Mà bắt đầu mình thiến sát lên luôn này thì mình nghĩ nếu mà nó hư thì mình ghép lại, nhưng mà cái nào các bạn cứu được thì các bạn cứu nha. Đó, thì bắt đầu như cái thằng này cũng vậy này. Đó, mình thấy mình làm rồi mình thấy, mình biết, mình chia sẻ cho các bạn, thì cái bò nào mình cứu được thì mình cứu, chứ thời gian ghép lại nó mất 15 20 ngày nữa, nó mất thời gian các bạn chứ không gì hết trơn á. Đó, là những cái bò này là nó bị thúi mình cứu được. Còn những cái bò nào mà các bạn để mà không ấy là nó sẽ thúi xuống tới cũ luôn. Đó, các bạn thấy đó. Cái bò này nó tưởng là nó thúi luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng mình cũng cứu được các bạn. Mình thiến nó đi, cái bắt đầu mình trét vô vô cái tự nhiên đứng, cái vô nó vậy chứ nó quan trọng lắm nha các bạn. Ừ. À, cứ trét vô cái bà là nó đứng lại. Nó hay cái chỗ đó. Đó, những cái bò nào mà cỡ 10 ngày trở đi mà các bạn thấy không yên ổn là các bạn tháo nó ra liền. Không có để lâu nha các bạn. Tháo nó ra. Tháo nó ra đi rồi mình xử lý theo kiểu khác. Đó, còn cỡ 10 ngày đó đi là nó sống à. Qua một tuần lễ mà các bạn thấy cái bò nó xanh nó vẫn sống nha các bạn. Cỡ từng 10 ngày đó đi là chắc chắn sống, không bao giờ chết được. 10 ngày đó đi mà các bạn thấy cái bò mà nó không ổn định, các bạn tháo ra liền, thấy đen đầu là tháo ra liền, chứ không để là nó hư. Nó hư liền, nó không có sống cho các bạn đâu. Đó. Cho nên là mùa mưa mà thì các bạn phải canh chừng đó nha. Thì hôm nay có một cái số bông mà nó trổ quá trời các bạn ơi. Nè, các bạn thấy không, mình ghép cái đọt nè. Đó, mình ghép cái đọt nè, các bạn thấy nè. Đó, thấy chưa? Thấy mình ghép cái đọt chưa? Lên là trổ bông luôn. Cây này là cây yến nhi chính nha các bạn. À đâu, cây này là cây Golden Year. Golden Year nha các bạn. Cây này là Golden Year chứ không phải là yến nhi chính. Golden Year. Đó, thì nó ra trổ bông luôn nè. Các bạn thấy cái bông bình nó đẹp ghê không các bạn? Quá trời đẹp luôn. Rồi mà cái thằng Thu Thủy 2 này là mình cũng đang like, mình like hết nha các bạn. Nó ra bông. Hôm nay mình đi quay lại cắt cái cây nó mới trổ nè, này bông quá nhiều mà bây giờ mình không biết làm sao mà mình ship cho các bạn luôn á, nó buồn ghê luôn. Nhờ các bạn thấy không, cái cây này màu rất là đẹp luôn nha các bạn, nó mới trổ thôi chứ không phải là nó ấy đâu, nó mới trổ cho nó chưa căng thôi, nó vàng cam đẹp thiệt. Này là con của hạnh phúc nha các bạn, này là con của hạnh phúc, này là con của hạnh phúc. Còn cái thằng này là con của hồng hạnh, nó đẹp lắm nè thằng này nè, thằng này. Còn cái thằng này nè, các bạn coi thử cái mình không biết mình like cái gì mà nó đẹp thiệt luôn á. Nó mới trổ ra là nó sọc mà nó tím mà nó, nói chung là để nó mai trổ cái bông này mình quay lại cho các bạn coi. Này nó trổ quá trời luôn mà không biết bằng cách nào đây, mà bây giờ mình gửi đến cho các bạn đây. Đây thằng này mấy lớp, thằng này thì chắc con của Kim Anh quá. Này chắc con của Kim Anh nè. Ồ, nấm lá nhiều quá các bạn ơi. Quá trời nấm lá thằng này. Này màu hồng mà hậu vàng các bạn ơi. Đẹp ghê luôn á. Nè. Hồng hậu vàng mà hậu phấn rất là đẹp luôn. Dễ thương. Còn à, thằng này thì màu. Mấy con có thằng nào này đẹp ghê, ba lớp. Quá đẹp luôn á các bạn. Này nó trổ nhiều lắm luôn á. Cái thằng Ngọc Khê thì các bạn nói là nó không có đẹp, nhưng mà mình thấy nó trụ đủ lực nó cũng đẹp lắm các bạn. Nè, cái cây này là cái cây mình chiết zin nha các bạn. Cái cây này mình chiết zin. Mình chiết zin mà nó trổ khi đủ lực nè. Bạn thấy nè. Thấy không? Đó. Khi nó trổ đủ lực nó cũng đẹp lắm chứ các bạn.
Thằng này là thằng Ngọc Khê nha các bạn. Nè, mình cho các bạn coi cái cây bạch tiết của mình nè. Nè, nó trổ cái bông dày đây nè. Ồ, bốn lớp nha các bạn. Hoa bốn lớp. Nó trổ cái bông dày đây nè. Các bạn thấy kinh khủng không? Bằng hơn cái bàn tay luôn mà. Ồ, các bạn thấy đó nè. Thấy chưa? Bốn lớp nha các bạn. Kinh khủng luôn, bông thơm cực kỳ. Thơm lắm các bạn ơi, thơm như nước hoa. Bởi vì nè, nó đậu được con trái nè, bữa trước nó đậu con trái rồi mình cũng có ship cho một số bạn rồi. Nói chung là nó đỏng đảnh lắm, nó khó lai lắm nha các bạn. Nó đậu được con trái mừng hết lớn. Nó có thằng bạch tiết đó, đó, mình giới thiệu cho thằng bạch tiết nè. Hoa thơm cực kỳ, thơm hoa bốn lớp to như cái bàn tay. Còn một cái số cây mà bữa nay nó trổ nè. Nè, các bạn thấy nè, thằng này beauty nha, beautiful smile, đẹp, hoa đẹp cực kỳ luôn á. Đó. Trời ơi, còn cái thằng này các bạn thấy nè. Trời ơi, nó hoa gì đâu mà nó rổ ớn luôn. Từ ngày hôm qua mình để héo cái nó khô các bạn. Nó héo nước á, nó khô. Nè, các bạn thấy cái chùm bông nè. Kinh khủng luôn. Mỗi hoa này cũng đẹp các bạn, đẹp ghê luôn á. Cái cây này nè, đẹp quá trời, màu cam, sọc, nhuyễn, gân. Mà bây giờ nó đẹp như thế này mà không biết làm sao mà để ship cho các bạn đây nè. Cam, sọc, nhuyễn nha các bạn. Rất là đẹp luôn á. Còn à, còn cái thằng này thì màu hồng trắng ba lớp, thằng này màu tím mực nha các bạn, màu tím mực đẹp lắm. Thằng này cũng màu tím mực ba lớp nè. Thằng này thì màu hồng, thằng này thì màu hồng nha các bạn, hồng đẹp ghê á. Còn cái anh này anh cánh đơn mà anh rộ ớn luôn nè, các bạn thấy nè. Cánh đơn mà nó rộ dày đây nè. Hoa sai to bự chà bá luôn. Mọi thấy không? Nó rộ. Cái hoa này mà nó rộ như cái non lá luôn. Cái em này cũng đẹp. Em này cũng mới trổ nè. Quá trời luôn các bạn ơi. Sáng ra nó trổ dày đây nè. Đó. Các bạn thấy ghiền chết luôn mà không biết làm sao bây giờ gửi cho các bạn bây giờ. Còn mình có một cái em này nè. Các bạn thấy hết hồn. Chưa thấy một cái bông nào mà nó bự được như cái bông này luôn. Nè các bạn thấy nè. Trời đất ơi, bông ba lớp, bốn lớp vậy đây, 1 2 3. Chắc ba ba lớp rưỡi. Nó bự gì rồi mà nó bự dày đó các bạn ơi. Trời đất ơi, thôi cái bông. Nhức nách luôn các bạn ơi. Nè, các bạn thấy cái bàn tay của mình nè. Nè, các bạn thấy cái bàn tay của mình nè. Đó, nè mình để mình lấy cái ly model này nè. Mà các bạn thấy nè. Không suy nhê gì nó luôn. Đó. Các bạn thấy cái ly mô đen nè. Mà không suy nhê gì nó luôn. Ơ đất ơi cái hoa. Chưa thấy cái hoa nào mà nó bự vậy. Quá trời cái hoa gì đó mà nó bự kinh khủng. Ba lớp rưỡi vậy đây. Rổ ba lớp rồi đây mà trong đó nó thấy còn lằn quằn ở trong đó nữa. Quá trời đẹp các bạn. Còn cái em này là cái em hồng bích, đại hồng bích nha các bạn. Em này là em đại hồng bích. Ba lớp luôn. Đẹp cực kỳ. Nè, mình lấy ra cho các bạn xem nè. Ồ, thấy chưa? Đại hồng bích. Ba lớp nha các bạn. Trời ơi, mấy cây hoa này bây giờ không biết làm sao mà ship cho các bạn nữa một thời gian. Bây giờ đang cách ly đây mà nửa tháng sau thì nó tàn bông hết rồi chứ. Thiệt tình, bông bự lắm nha các bạn. Hương thơm thoang thoảng thôi, chứ không có hương thơm mạnh. Nó thơm không mạnh bằng cái tay lady. Có cái em này là hương thơm nè. Em này nó hương thơm cực kỳ luôn, thơm ngào ngạt luôn, em này. Còn cái thằng này đại hồng bích rồi, chỉ có thơm nhẹ 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 phớt thôi các bạn. Này con có đại hồng bích nha các bạn, thấy đã không? Hoa to đẹp cực kỳ luôn. Nhìn nó sáng tài sao đâu, đã. Còn cái em này thì màu cam. Mới trổ bông ra màu vàng rồi nó chuyển qua màu cam, đổi màu nha các bạn. Thằng này cũng đổi màu. Đó, mới chuyển ra là màu vàng như thế này. Rồi bắt đầu chuyển qua màu gạch tôm rồi chuyển qua màu hồng. Em này cũng đổi màu. Này màu hồng, trổ quá trời các bạn. Mình thấy cái bông này mình thương ghê các bạn ơi. Trời đất ơi, cái cây gì đâu mà kinh khủng luôn.
quá trời bự các bạn ơi. Cái bông gì đâu mà ớn ăn luôn. Vậy thôi nha, buổi sáng mình có cái hoa này nè các bạn, mà nó chưa có trổ. Mà các bạn thấy nè, nó một bó trong này luôn á, mình cũng không biết bao nhiêu lớp luôn á. Trời đất ơi nè, các bạn thấy nè, nó như cái trái pháo trong này nè, mình cũng không biết bao nhiêu lớp luôn á. Nè, hoa rất là đẹp luôn á, mà nó không có trổ được nổi các bạn. Nó không trổ nổi luôn á. Các bạn thấy nè, nó một bó trong này mà 6-7 lớp luôn, để mà nó, nếu mà nó không trổ được á, thì mình sẽ test lại cho các bạn coi, coi thử nó bao nhiêu lớp. Rồi mình sẽ vô phân cái cây này lại để cho từ kỳ sau coi thử nó có trổ nổi hay không. Chưa thấy cái cây nào mà cái một bó hoa trong đó, bó tài luôn. Thôi nha, buổi sáng mình cũng làm tí xíu video, mình chia sẻ cái cách khi các bạn ghép á. Có những cái bò chưa tới ngày, chưa tới ngày tháo bịch nha các bạn. Ở như cái bò này nè, những cái bò này nè, hôm đó mình ghép lần đầu tiên thì nó bị thúi nha các bạn. Mình không có ấy được thì mình sao mình ghép lại. Thì những cái bo nào mà mình nói lại này, những cái bo nào mà khi chưa tới ngày tháo bịch mà mưa nhiều quá nó sẽ thúi đầu bo, thì các bạn cắt đầu bo ra liền, các bạn xử lý và lấy vô làm thiến cái chỗ đó là trét vô lên cho mình, rồi dỡ bịch đi lông ra luôn. Thì cơ mai này để nó sống nha các bạn. Thôi một ngày mới thì mình làm một tí xíu video để mình chia sẻ cái kinh nghiệm chơi xứ cho các bạn tham khảo. Thì mình làm mình thấy cái gì mà tốt nhất thì mình cũng chia sẻ lên cho các bạn nha. Một ngày mới mình chúc các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, giữ mình trong mùa Covid, và gia đình luôn luôn được hạnh phúc, cố gắng vượt qua mọi, có thể đói một tí xíu nhưng không chết nha các bạn. Như Thủ tướng Võ Đức Đam nói, còn gạo thì nấu cơm mà ăn, không gạo thì bỏ một nắm gạo vô nấu cháo húp để mà sống nha các bạn. Có nhiều người ta nói không đi chợ, không đi ra ngoài lấy gì mà ăn, không sao cả, đói không chết mà ra đường trúng bệnh là chết nha các bạn. Thôi mình xin chúc các bạn mạnh khỏe và xin chào.